Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh của Phương. Và ngày hôm nay thì Phương đang đứng tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung của thành phố Nha Trang để giới thiệu cho anh chị một căn nhà mà nó rất hay nha anh chị. Một căn nhà có hai mặt tiền mà hai mặt tiền đều kinh doanh được luôn. Một mặt tiền ở phía trước này là mặt tiền thuộc con đường khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang, và mặt tiền ở phía sau là mặt tiền của đường Cầu Dứa Phú Nông, một con đường là rất là huyết mạch và rất là lớn, mà đang kinh doanh buôn bán rất là sầm uất tại khu vực này luôn nha anh chị. Và căn nhà thì có diện tích là 128 m², hai mặt tiền kinh doanh và rất là đẹp như thế, mà giá là chỉ có 6 tỷ 2 thôi anh chị. Và ngay bây giờ thì Phương sẽ review nhanh cho anh chị về cái sản phẩm này luôn. Một sản phẩm mà giá rất tốt và Phương vừa mới nhận, và hôm nay là Phương review gửi tới quý anh chị ngay luôn. Rồi anh chị ơi, và ngay bây giờ thì Phương sẽ quay trực tiếp vào bên trong căn nhà này để giới thiệu cho anh chị mình thấy rõ nội dung chi tiết bên trong của căn nhà này, và sau đó thì Phương mới đi ra review cái khu vực xung quanh cho anh chị mình thấy ha. Đó. Rồi Phương sẽ vào trong căn nhà này luôn và Phương sẽ review nhanh căn nhà này luôn cho anh chị mình xem rõ ạ. Và với một mức giá này rất là hợp lý luôn anh chị ơi, chỉ có 6 tỷ 2 thôi mà một căn nhà hai mặt tiền, vừa ở được mà vừa kinh doanh, cả hai mặt tiền đều kinh doanh được luôn anh chị. Rồi thì đầu tiên bước vào căn nhà nè, Phương xin nói sơ trước về cái thông tin là căn nhà này có diện tích là 128 m² với bề ngang là tới 5,6 m nha anh chị, và dài là 24 m, một cái chiều dài khá là lý tưởng luôn. Thì trên cái miếng đất này á, người ta đã xây dựng một căn nhà ở một nửa cái miếng đất thuộc mặt quay về trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung nè anh chị. Đây, đây là đường nhựa trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung đây anh chị ơi. Đó. Thì căn nhà này anh chị mình thấy trên màn hình là nó có một cái phần ở phía trước là nhà 2,5 tầng, và phía sau kia là có cái mái của một cái căn nhà cấp 4. Thì cái căn nhà cấp 4 đó là nó quay mặt ra cái mặt tiền đường Cầu Dứa Phú Nông nha anh chị. Còn ở phía trước này là quay mặt về cái khu thị Vĩnh Điềm Trung này, thì là trên cái lô đất này dài 24 m thì người ta là xây là chỉ có một nửa ở phía trước này thôi là một căn nhà như thế này, và ở mặt bên sau kia là người ta đang xây dựng ba cái phòng trọ cho thuê cùng với mặt bằng cho thuê kinh doanh. Thì anh chị mình lấy căn nhà này thì giống như là mình làm được hai căn vậy á, một căn ở phía trước này để ở, một căn ở phía sau kia anh chị mình có thể xây dựng thêm để mà thành một căn nữa là mình vừa ở vừa kinh doanh, hoặc là chỉ kinh doanh thôi là đều tốt anh chị à. Đó thì sơ qua là như vậy, 128 m², ngang 5,6 m mà giá chỉ có 6 tỷ 2 thôi. Thì bây giờ Phương vào trong căn nhà cho anh chị mình xem ha. Đầu tiên là một cái phòng khách, anh chị mình thấy nó là rất rộng rãi luôn anh chị. Đó, anh chị mình thấy là bàn ghế giường tủ là họ cũng đã bố trí đầy đủ hết rồi anh chị à. Căn nhà này thì chủ nhà họ đang ở cho nên là đồ đạc của nó hơi bừa bộn. Thì phòng khách nó sẽ liên thông với phòng bếp, tạo nên một cái không gian tổng thể là rất là thông thoáng nha anh chị. Trong phòng bếp này thì cũng đã có đầy đủ trang thiết bị để mà mình vào mình sử dụng ngay. Và ở dưới phòng khách này thì là có một cái nhà vệ sinh. Đó, phòng khách này thì là không có phòng ngủ, và ở trên nó sẽ có hai phòng ngủ và hai cái toilet riêng ở trong đó nữa, là tổng cộng là 3 nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ nha anh chị. Đây là nhà 2 tầng, rất là kiên cố chắc chắn, chính xác là 2,5 tầng vì nó có một cái tum và sân thượng ở phía trên nữa. Đó thì tổng thể không gian của phòng khách là anh chị mình thấy nè, rất là rộng rãi luôn nha anh chị. Rồi thì bây giờ Phương sẽ đi lên trên tầng 2. Đó, cầu thang này thì là nó rộng là khoảng 1,1 m anh chị, khá rộng luôn. Đó thì vừa bước lên cầu thang của tầng 2 thì mình sẽ thấy là có 2 phòng ngủ như thế này đây. Rồi đầu tiên là phía bên phải đi, mặt tiền của nhà đi. Đây rồi Phương đã bật điện lên rồi. Thì đây phía bên phải mặt tiền của nhà thì là có một cái sảnh chung như thế này, và một cái phòng thờ ở phía trước nha anh chị. Đây, đầy đủ công năng để sử dụng luôn anh chị à. Đó, và cái cửa sổ này thì nhìn ra ở phía trước mặt tiền nha anh chị. Xung quanh thì đây là khu đô thị cho nên là nhà liền kề người ta đã ở từ rất là lâu rồi, và coi như là rất là đông đúc. Đây, ở trước này có một cái ban công nữa anh chị à. Ôi, này thì khỏi mở đi. Đi vào bên trong thì là có một cái phòng ngủ. Đó. Vì căn nhà này thì chủ nhà họ ít người ở cho nên là phòng ngủ thì 2 phòng nhưng mà nó bị dư luôn á. Thành thử là họ làm nó để đồ đạc nó bừa bộn như thế này thôi nha anh chị. Đó. Và đi vào phía sau thì là có một cái phòng ngủ nữa lớn hơn, Đây là phòng ngủ chính nè anh chị. Phòng ngủ này thì nó chiếm cả diện tích là gần một nửa cái nhà luôn á, cho nên là nó rất là rộng rãi. Và anh chị mình thấy nè, ngoài cái giường này ra thì còn không gian trống rất nhiều luôn, thì anh chị mình thấy không, tủ quần áo đầy đủ luôn đó. Và bên trong này thì đương nhiên là cũng có nhà vệ sinh riêng nữa nha anh chị. Đó, công năng thì rất đầy đủ để mình anh chị mình sử dụng luôn. Và trước này thì là có một cái nhà vệ sinh chung ở tầng 2 này, vì cái phòng ngủ ở trước kia là nó không có nhà vệ sinh ở trong phòng đó. Rồi, và trang thiết bị máy lạnh ở trong phòng ngủ thì là cũng đã có đầy đủ luôn nha anh chị. Chủ nhà họ nhượng lại thì để lại đầy đủ những cái đồ đạc như thế này. Trên tầng thượng này thì là nó có một cái tum nhỏ như thế này thôi. Chỗ này sẽ để máy giặt, và ở phía trước này là một cái sân thượng anh chị ạ. Đó, một cái sân thượng và rất là rộng rãi luôn anh chị, có mái che luôn rồi. Hiện nay thì họ đang đóng cửa cho nên là Phương không có mở được. Rồi anh chị ơi, và vừa rồi thì Phương cũng đã giới thiệu sơ qua nhanh về nội dung ở bên trong của căn nhà này cho anh chị mình thấy ha, để khỏi mất thời gian của anh chị. Thì đó, sau khi mà anh chị mình xem xong nội dung bên trong căn nhà rồi thì bây giờ Phương sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị mình rõ về khu vực xung quanh này, vì sao cái mức giá mà 6 tỷ 2 nó lại là khá là rất là tốt đối với căn nhà này anh chị à. Đó, thì anh chị mình thấy là như lúc đầu video Phương đã nói rồi, với chiều dài mà 24 m thì chủ nhà họ đang xây có một nửa. Đó là một căn nhà như thế này, và cái nửa phía sau kia là vẫn còn để trống, họ chỉ mới làm tạm 3 cái phòng trọ để cho thuê thôi, vì cái tiềm năng ở phía sau nó còn là mặt tiền của con đường Cầu Dứa Phú Nông, cho nên là với mặt tiền này thì anh chị mình có thể kinh doanh rất là nhiều cái mặt hàng, và kinh doanh rất nhiều thể loại luôn anh chị à. Cho nên là những anh chị nào mà tiếp tục đầu tư để kinh doanh thì mình có thể xây dựng thêm một công trình ở phía sau, có thể là xây thêm một gian 3 tầng nữa chẳng hạn để mà mình kinh doanh. Thì căn nhà này nó nằm ở kế bên cái lô góc anh chị ơi. Đó, thì ngay chỗ này là một cái lô góc 3 mặt tiền. Cái lô góc này thì người ta đang chưa có xây dựng và người ta đang cho thuê làm cái cơ sở rửa xe như thế này anh chị. Đó, kế bên nó thì là một cái quán cà phê và những dãy nhà liền kề rất là san sát nhau, rất đẹp anh chị à. Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung này thì nó đã có từ rất lâu ở thành phố Nha Trang rồi, cho nên là hiện nay là tỷ lệ lấp đầy của nó là gần như là 100% rồi anh chị. Và sổ hồng hoàn công đầy đủ nha anh chị. Tất cả những cái căn nhà ở trong này đều có sổ hồng hoàn công đầy đủ luôn anh chị ơi. Không như những khu đô thị mới ở thành phố Nha Trang hiện nay vẫn còn là hợp đồng mua bán và chưa có sổ. Thì khu đô thị Vĩnh Điềm Trung này là của nhà đầu tư là VCN. Thì cái độ uy tín của VCN thì anh chị mình là thừa biết rồi. Đó, thì anh chị mình thấy đó, với một cái căn góc 3 mặt tiền, họ làm một cái mặt bằng rửa xe như thế này. Đó, thì chỉ đi ra mấy bước thôi. Đó, từ ngay chỗ chiếc xe đó là cái đường để vào trong nhà, thì mình đi ra khỏi cái tiệm rửa xe này là mặt tiền đường Cầu Dứa Phú Nông rồi anh chị, với chiều dài là 24 m. Đó, đứng đây thì mình thấy rõ là cái căn nhà của mình ở cái nóc nhà kia và khúc phía sau này. Bây giờ Phương sẽ quay cho anh chị mình xem cái phía sau này anh chị ơi. Đó, đây là đường Cầu Dứa Phú Nông nè. Đó, và phía sau của nó thì chính là cái gian nhà này anh chị, một cái gian nhà cấp 4 thôi. Để mà bên trong này thì hiện nay đang có 3 cái phòng trọ để cho thuê và đang full phòng và người ta đang ở, cho nên là mình không có tiện quay được anh chị ạ. À. Đó, anh chị mình thấy không? Họ xây một cái gian nhà này và bên này là một cái đường hẻm nhỏ để đi vào trong 3 cái phòng trọ bên trong đó. Với cái mặt bằng này thì anh chị mình là có thể kinh doanh rất nhiều mặt hàng anh chị. Đây là một cái vỉa hè. Đó, anh chị mình thấy là chỗ này là người ta đã làm đường và vỉa hè nó đã có sẵn hết rồi. Thì cái gian nhà cấp 4 nó như thế này đây. Và đứng bên hông thì mình nhìn thấy là tổng thể cái chiều dài của cái lô đất mình. Đó, anh chị mình thấy là cái gian nhà mình màu nâu phía trước kia và cái khúc sau của nó là cái nhà này. Anh chị mình nếu mà mình mua mình đầu tư và mình không có thích khai thác cái công năng nhà trọ này thì mình có thể đập bỏ nó đi và mình lại xây lên một cái căn khác 2-3 tầng giống như ở kia, và mình tiếp tục mình kinh doanh ở phía sau này anh chị à. Đây, mặt tiền đường Cầu Dứa Phú Nông, con đường mà huyết mạch tại khu vực xã Vĩnh Ngọc của thành phố Nha Trang này, và nó nằm bên cạnh đường Vĩnh Điềm Trung luôn, và nó đi từ đường 23 tháng 10 vào tới đường Lương Định Của nha anh chị. Thì từ đây mà mình đi ra đường 23 tháng 10 thì chỉ có 400 m thôi, và đi ra ngay chỗ Cầu Dứa luôn anh chị. Ngay chỗ Cầu Dứa đó thì là có showroom xe của Kia và Mazda. Đó thì từ đó mà mình đi về trung tâm thành phố Nha Trang, chính xác là đi ra tới biển Nha Trang luôn là chỉ có 3 km thôi anh chị. Mình đi xuống chút xíu là sẽ gặp một cái cầu vượt rất là đẹp. Đó, và từ đó thì đi thẳng xuống biển Nha Trang luôn, chỉ có một con đường một thôi là đi thẳng xuống biển luôn, không có cu quẹo đi đâu hết trơn á. Đó thì lên tới đây là anh chị mình thấy là cái đường Cầu Dứa Phú Nông là nó rất là nhộn nhịp rồi. Trên này thì người ta kinh doanh rất nhiều các cái thể loại luôn. Và bên cạnh nó là khu đô thị Vĩnh Điềm Trung thôi. Đó, với diện tích là 128m và ngang là 5m6, xin lỗi. Ngang là 5m6. Đó, thì tại vị trí này tại video trước là Phương đã review một căn nhà ngay chỗ kia. Một căn nhà 3 tầng, diện tích chỉ có 100m thôi mà giá họ đã bán là 8,5 tỷ đó anh chị. Mà căn nhà đó thì nằm trong cái con đường này là đi tới cuối kia là nó quẹo qua bên phía bên kia. Thì cái con đường này là dường như là để ở thôi chứ kinh doanh không có được. Đó, còn phía mặt bên này là nằm trong nội khu của khu đô thị Vĩnh Điềm Trung đây. Cho nên là kinh doanh buôn bán rất nhiều luôn nha anh chị. Thì cái căn nhà này ở phía mặt trước này thì mình có thể là làm văn phòng công ty. Mình ở vừa làm văn phòng công ty, hoặc là nếu anh chị mình chưa ở thì có thể cho thuê làm văn phòng công ty cũng được. Và cái gian ở phía sau này thì mình có thể tiếp tục là đầu tư để mà kinh doanh ở sau nữa. Căn nhà này là với cái vị trí là hai mặt tiền như thế thì mình rất là thuận lợi để mà mình kinh doanh vào nhiều mục đích khác nhau anh chị ạ. Hoặc là anh chị mình không thích cái công năng này thì mình có thể cải tạo để trở thành một cái công năng khác, mình đầu tư kinh doanh theo cái mục đích mong muốn của mình. Đó thì anh chị mình thấy là khu vực này là hàng quán người ta kinh doanh buôn bán rất sầm uất nha anh chị. Từ đây mà đi về biển Nha Trang thì chỉ có 3 km thôi, rất cũng khá là gần đó chứ không phải là xa đâu. Thì với cái giá 6,2 tỷ ở khu vực này thì dường như là không có một cái sản phẩm nào mà trong cái tầm giá này chị ạ. Nếu mà có thì những căn nhà đó họ cũng chỉ là ở trong nội khu và những con đường đó thì chỉ để ở thôi chứ không kinh doanh gì được đâu. Căn nhà này thì nó hay ở chỗ là nó có mặt tiền ở phía sau là mặt tiền của đường Cầu Dứa Phú Nông nữa, và nó nằm kề cái lô góc luôn. Đó anh chị mình thấy trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung này thì là nó có đầy đủ các tiện ích như siêu thị Go nè, trường học quốc tế Singapore nè, bệnh viện Sài Gòn luôn. Là một cái khu đô thị mà có đầy đủ mọi cái tiện ích để anh chị mình sử dụng, và là khu đô thị duy nhất tại thành phố Nha Trang này hiện nay mà có siêu thị nha anh chị. Đó là siêu thị Go. Những khu đô thị khác thì không có siêu thị ở bên trong đâu. Họ chỉ đi siêu thị bằng những cái siêu thị ở lân cận, nó thuộc khu vực trung tâm thành phố thôi, chứ còn trong cái nội khu của khu đô thị là không có siêu thị riêng ở bên trong. Chỉ có khu đô thị Vĩnh Điềm Trung này là có siêu thị riêng thôi. Và sổ hồng là hoàn công chuẩn chỉnh luôn nha anh chị. Khu đô thị này thì là tất cả mọi cái sản phẩm nhà đất ở trong này là đều có sổ hồng hoàn công chuẩn chỉnh luôn, pháp lý là chuẩn luôn, không phải là hợp đồng mua bán đâu. Đó thì là cụ thể vừa rồi thì Phương đã review nhanh các anh chị về căn nhà và tổng thể khu vực ở xung quanh của nó như thế nào. Thì bây giờ anh chị mình cùng nhìn lại một lần nữa về cái tổng quan của căn nhà này. Thấy đó, một căn nhà 2 tầng và một cái tum ở trên có sân thượng nữa, và ở phía sau là có 3 phòng trọ. Doanh thu thì đang là 5,5 triệu một tháng và họ đang ở rồi, ở full kín phòng luôn rồi, nên là không có tiện quay được. Rồi, và với sản phẩm mà Phương vừa giới thiệu thì nếu mà anh chị nào mà cảm thấy nó phù hợp với cái nhu cầu đầu tư hoặc là mua ở của mình thì mình hãy liên hệ trực tiếp với Phương ha. Còn nếu mà anh chị mình cảm thấy nó chưa phù hợp thì anh chị có thể chia sẻ video này tới người thân và bạn bè của mình để mà biết đâu anh chị mình có thể giúp được họ tìm được một sản phẩm như thế này mà họ đang mong muốn tìm kiếm nha. Và cuối cùng là xin chào và xin hẹn gặp lại anh chị.